Xin hỏi là mẹ tôi bị u mỡ vùng nách thì có sử dụng bài thuốc cây sả đen, bán chi liên, bạch hoa xà, thiệt thảo có ảnh hưởng gì đến huyết áp hay không ạ? Tôi xin cảm ơn. Chào bạn, trường hợp của mẹ bạn là bị bú mỡ. Theo kinh nghiệm dân gian thì sử dụng cây thuốc nam để điều trị bệnh là một trong những phương pháp rất là an toàn. Do dạng bú là bú lành nên mẹ bạn không cần phải sử dụng cây sả đen kết hợp với cây bạch hoa xà, thiệt thảo, cây bán chi liên mà chỉ nên sử dụng kết hợp cây sả đen với quả ké đầu ngựa thì tác dụng sẽ tốt hơn. Liều lượng kết hợp như sau: cây sả đen 50g, quả ké đầu ngựa 20g và rửa sạch sắc uống thay nước hàng ngày. Lưu ý là khi sử dụng cây sả đen thì có thể gây hạ huyết áp nhẹ, nhất là đối với những bệnh nhân có tiền sử huyết áp thấp thì có thể gây tình trạng là hoa mắt, chóng mặt. Nếu như là gặp phải trường hợp trên thì bệnh nhân nên thêm vài ba lát gừng mỏng vào ấm sắc cùng để tránh tình trạng bị tụt huyết áp và bình ổn huyết áp. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn.